nhân dịp chúng tôi về thăm tiểu bang Alabama và chúng tôi may mắn được cơ hội gặp lại họa sĩ Lê Chuông. Thưa bác Lê Chuông, ngày hôm nay tụi con có đến thăm gia đình. Bác có thể cho tụi con về những cái kỷ niệm hội họa và cho tới ngày bác có định cư Hoa Kỳ. Tôi cũng xin kể lại cái thời gian mà tôi ở tại Cần Thơ. Thì lúc còn trẻ tôi thích vẽ lắm. Ở trong lớp học á thì coi như là tôi được điểm nhiều nhất. Trong lúc đó tôi cũng mê vẽ tới độ mà quên cả học bài, mà tối ngày cứ vẽ hoài, vẽ hay có cây bút chì với tờ giấy là cứ vẽ ngay, con trâu con này con kia đủ thứ hết. Vô lớp học á thì ông thầy cũng nói thằng này thằng trở thành một họa sĩ nha, thằng này nó vẽ như thế, giờ vẽ thì tôi thắng hết. Rồi qua một cái thời kỳ lớn lên, tôi đi học trường mỹ thuật gia đình. Năm mấy tôi quên không nhớ năm, nhưng mà học 4 năm. Thì lúc đó cái trường mỹ thuật gia đình gọi là Ecole Applique de Gia đình, là trường mỹ nghệ thực hành gia đình. Năm mấy tôi không nhớ cái năm. Nhưng mà kỷ niệm của cái trường đó thì thôi quá nhiều rồi. Bạn bè hiện tại bây giờ đa số là đã đi rồi còn một số còn già già, trẻ trẻ, hơi sụt sụt thì còn lại chút đỉnh. Như tất cả như bạn bè tôi thì có gồm có tất cả như là ông Lê Minh, Nguyễn Đồng, rồi Nguyễn Ri, thường hay gọi Rí đó. Thì thiệt ra là tên Rí, bên thường hay gọi Rí đó. Rồi Nguyễn Bảy, rồi tất cả những người bạn gái thì có như cô Tú Tâm, Tú Phượng, Tú Vân, Kim Chi, tất cả những bạn đó. Học trường thì thôi, trong trường nó có nhiều cái kỷ niệm dữ lắm. Vui nhất là cái năm đầu tiên, là cái năm tôi bây giờ tôi xin kể lại là, và tôi nhớ lại, tôi còn lưu lại trong cái tâm tôi hoài, là cái ông thầy đầu tiên mà khai mở cho tôi vấn đề mỹ thuật ở trường mỹ thuật đó là ông Bùi Kỉnh. Ông ấy còn trẻ, ông thương học sinh dữ lắm, ông binh vực học sinh dữ lắm. Chắc có lẽ là các quý bạn chắc biết ông Bùi Kỉnh chứ. Ông có cục hết tay, có in là tay mặt, có tay trái vậy, tôi quên. Nhưng mà tôi là tất cả trong trường đều thương ông đó. Đó là qua hết cái năm học, 4 năm học của tôi. Rồi bây giờ thôi xin kể tiếp, bây giờ 4 năm học thì đương nhiên là luyện trao dồi nghệ thuật mà. Nhưng mà tới sau khi ra trường, bây giờ cái buồn vui nó lẫn lộn nè. Không biết là tôi đi lên trên Sài Gòn, tôi là dân Cần Thơ lên Sài Gòn ở trên đó, ở đậu với một người cậu. Thì trong lúc đó rời cha với mẹ lâu quá, 4 năm trời. Thì lúc ra trường rồi tôi đậu hạng nhất của trường mỹ thuật, mà về section lithographie, tức là về ấn lót và thạch bản đó. Nhưng mà sau khi đó rồi đó thì tôi đậu cái đó là số 1 về ấn lót, rồi trang trí tôi đậu xuống hạng 4, số 4 trở về Cần Thơ. Trong lúc đó thì ở Sài Gòn á, lít xe dầu lúc bây giờ đó, người ta thường hay nói xe đẩu dầu gì đó không biết, nhưng mà lít xe mời tôi đi vô làm việc ở đó để mà cho tôi một cái đồng lương rất là cao, lúc đó là 3.400 đồng một tháng. Trong lúc đó, tôi không thích,
Và tôi thích thôi để trở về Cần Thơ chung với cha với mẹ ở gần nhau. Thích thôi giờ trở về. Trở về đi làm thầy giáo dạy dẻ. Lương thì không có bao nhiêu, độ 2.000 đồng tác mà. Đó, nhưng mà thấy cũng vui. Tại vì lúc bây giờ Cần Thơ á là tôi nổi lắm à. Lúc mà ở nhà dạy á, đi học ở Cần Thơ là tôi nổi dữ lắm à. Ai nói mà tới thầy chuông là lắm biết. Đánh vũ cầu cũng lừng danh luôn, vũ cầu cũng giật giải, ô xa đủ thứ. Lúc đó cũng nổi dữ lắm, vui, lúc đó vui dữ lắm. Rồi qua cái cuộc vui đó thì đi tới đi rồi đi vô lính, bị lính bị bắt, đi lính rồi tùm lum tùm lê. Thì lúc bây giờ tôi đã có gia đình rồi, dẫn vợ con đi tuốt ra tới miền Trung ở ngoài. Rồi ở đó, ở trong cái quân trường thì nói nọ cho ngay bên quân đội của dân và của miền Nam thì họ cũng trọng dụng cái vấn đề mà cái tay nghề đó. Thành ra tôi không có đi tác chiến, không có đi hết, biết cái gì vấn đề chiến tranh, quấn giết chắc nhau gì đó, tối ngày vẽ không. Nhưng mà tất cả những người ở trong cái trung tâm huấn luyện đó, từ cái ông chỉ huy trưởng như thế, thương tôi lắm. Hên là đi tới đâu có người thương tới đó cũng mừng. Rồi thì gia đình chúng tôi tạm ổn yên ở đó cho tới khi mà đất nước không còn chiến tranh nữa, tôi trở về Cần Thơ, ở lại Cần Thơ và đi về nông thôn. Tôi làm rẫy làm ruộng. Thì thật ra lúc bây giờ cái về cái nền mỹ thuật lúc mà mới giải phóng xong thì gần như là cũng không ai trọng dụng lắm. Bất quá là chỉ có vẽ vài cái bảng là chút đỉnh vậy thôi. Không cần thiết lắm. Có nhiều khi người ta lấy phấn người ta vẽ trên cái bảng người ta treo đó thì cũng được rồi. Cần gì phải vẽ chữ nổi chứ gì mất công. Thế là gần như cũng hơi chật vật vì vấn đề mà lương thực. Nhưng mà sau đó tôi sẽ được vô một công ty xuất khẩu của một người học trò mà làm giám đốc ở đó, cho tôi vô tôi làm. Tôi làm gì? Màn trúc, vẽ màn trúc đó. Trong lúc tôi vẽ màn trúc đó thì ông giám đốc là ông cho tôi tập hợp được một số các cháu nhỏ nó vẽ hay đó, vô đó làm thì cũng ăn uống cho tôi, là cũng trở lại được cái nghề vẽ. Rồi sau đó nữa, rồi tôi sau đó là tôi mới thôi không còn làm đó nữa, tôi ra tôi đi sáng tác một số tranh với bạn ở Sài Gòn. Cái vui nhất, cái kỷ niệm nhất mà tôi vẽ đây á, là tôi nhớ là kỳ đó bạn tôi Sài Gòn gọi xuống trong lúc tranh tôi gửi lên trên đó để bán á, thì ký gửi ở Rex, ở khách sạn Rex đó, thành ra báo cho tôi hay. Bạn tôi nói Chuông, mày hãy ngồi bình tĩnh nha, mày nghe tao nói nè, mày đừng có rung nha, tao cho mày hay tranh của mày gửi với tụi tao chung ở tại Rex của mày bán được 4 bức tranh mà bán cho một cô công chúa ở Thái Lan. Bây giờ bên Thái Lan mua 4 bức của mày, tụi tao chả bán được bức nào hết. Của mày được 4 bức thì ở để hoàng cung ngoại 2 bức, còn 2 bức đem về bên Thái. Thì mày về mày liên lạc được với cái lên trên Rex để nghe coi là sao, thì hỏi biết đã bán 4 bức. Được, phải bớt cho tòa tổng sự lấy Thái Lan là 10%, đã bớt xuống. Thì lúc bây giờ tôi thấy tôi vui lắm, tôi làm như con người mình phấn khởi, làm như mình thích thú, ham vẽ. Thì từ đó tôi bắt đầu tôi vẽ. Tranh của tôi là tranh lụa,
trong lúc đó thì bạn bè ở Cần Thơ đó thì những con bạn mà già trẻ có đủ thứ, nên là cũng đồng chung với nhau về bên hội họa, nhưng mà mấy ông làm như là mấy ông không thích tranh của tôi. Không hiểu vì sao, mình không hiểu, thôi giờ tôi bỏ qua dừng đó đi. Bởi vì ông đấy, ông đó ông nói là tranh của mày ra chưa, tranh mày là tranh chợ. Tôi biết tranh chợ là gì, là gì thấy tôi bán được, mấy ông bán không được, ông nói tôi tranh chợ. Thôi tôi nói ở tranh chợ cũng được. Nhưng rồi có nhiều người bạn lại trong những cái buổi họp á, vì tôi nằm trong ban hội văn nghệ nghệ thuật của thành phố Cần Thơ, thì những buổi họp á, thì mấy ông lên nói, nghĩa là tất cả các anh em đây á, nhiều người á, cứ chạy theo đồng đô la của Mỹ. Trong lúc tụi tôi á, mới là vẽ cho nhân dân coi, còn các anh vẽ thì chạy theo đồng đô la không à. Rồi sau khi xong rồi buổi họp xong, tôi ra tôi mới mời, đó là ông Phước Xanh. Ông Phước Xanh là hiệu trưởng của trường mỹ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Tôi nói anh, hồi nãy anh nói chuyện, anh chửi tôi phải không? Anh nói thì chỉ có tôi bán lấy đô la thôi, chứ tôi chứ đâu có ai đâu. Nói, thì vậy, ta nói chung mà, nó ít, tất cả đều cũng là vui vẻ thôi, không có gì. Anh em cởi mở, nói chuyện với nhau vậy thôi. Rồi, đó, trong suốt cả cái thời gian mà đi lính cũng vậy, tôi cũng có nhiều cái kỷ niệm như ta cũng về vẽ. Có những cuộc triển lãm mà những cái lễ lập á, thì trong lúc mà đi lính, bây giờ tôi nói chuyện đề đi lính đi, nó chính của anh chút xíu đi lính. Tôi làm những cái cuộc triển lãm đó, các ông bên quân đội đó, ông chỉ huy đó, người ta rất là thích tôi. Tôi làm lần nào cũng được thắng hết, được như là được thưởng đó. Tình ra tôi thấy tôi rất là thích tình cái kỷ niệm đó. Hiện tại bây giờ về vấn đề nghề nghiệp thì chắc chắn là tôi không thể bỏ được rồi. Tôi mến lắm, tôi yêu cái nghề của tôi lắm. Nhưng mà giờ này thì tuổi tác nó đã chồng chất. Bây giờ tay hơi run rồi, nhiều khi cầm cây cọ cầm lên tới chừng mình vẽ đến con mắt này kia rồi thì hai cái tay nó dính cây cọ vô luôn. Mình muốn không biết làm sao gỡ ra được thì tôi biết thôi. Rồi tới giai đoạn chắc là phải ngưng rồi, hết sáng tác nữa nổi nữa rồi. Nhưng mà sẽ cố gắng, không biết là cứ mình làm đi, làm tới chừng nào gục ngã rồi sẽ hay. Chứ cái nghệ thuật nó cứ đi cho nó hết mức của nó đi, đi cho nó hết cái sức của mình đi. Thì hiện tại bây giờ tôi cũng vẫn còn cầm cọ và vẫn còn tiếp tục sáng tác, mặc dù là không có triển lãm, không có gì hết. Nhưng mà tôi tin, tôi thấy rằng tôi năm nay là 85 tuổi rồi mà tôi còn vẽ được, đường nét tôi cũng vẫn còn, màu sắc vẫn còn vui tươi. Thành ra tôi thấy rằng cũng chưa đến độ nào. Tôi thấy những người bạn tôi, có nhiều người thì hiện giờ tinh thần về vấn đề mà vẽ dời rồi thì rất là cao, nhưng mà xài vấn đề màu sắc đồ này kia nó hơi, nó gần như hơi xuống màu, nó xỉn màu. Còn tôi thì tôi thấy chưa có cái đó. Tôi có thể sáng tác được, nhưng mà có thể là những cái chi tiết nhỏ nhỏ chắc là thua. Chắc là thua chứ không thể nào làm được hết. Đó là tôi xin kể qua bao nhiêu đó để hầu cùng quý vị hiểu tôi. Và tôi cũng sẵn đây tôi gửi lời thăm tất cả những bạn bè của tôi hồi trước kia còn sống, cũng như là các bạn bè hiện tại bây giờ có sáng tác, có này có kia, có triển lãm, thì cũng nhớ với nhau về vấn đề mà cái kỷ niệm, những kỷ niệm đó. Đó, thí dụ như hai bức thuyền này đó, thì quý vị gần có thấy nè, thí
dụ cô gái này cô đứng cô chấm cái cây này không phải là cô ngựa ngập gì đâu, mà mình diễn tả như thế nào thấy rõ ràng là cô cầm cái cây đó để chấm xuống cái chiếc ghe, để chỏi là cho chiếc ghe đừng có bớt đi, nó đập với nhau nó méo mó cái mui đó. Đó rồi trên cái mui cũng vậy, những cái cây mà cây tre đó làm cái lằn ngang qua đè xuống ở trên cái lá đó, đặt cho đừng có bị tắt lên. Rồi ở trên ghe thì cái cô này cũng ngồi cố rửa rau rửa đồ, rồi bắt lên cái bếp sắp sửa nấu nồi canh. Rồi bên kia cũng vậy, đây là bức tranh này gọi là chờ con nước, tức là mình chờ con nước lớn lên đó mà để đi. Bây giờ nước rồng rồi đi không được nữa, bây giờ thôi mình chờ đây nấu cơm ăn, chờ nước lớn mình đi vô. Đó thì đó, tất cả các bạn giờ có thấy rõ ràng không đó, cái cách bố cục đó không có bị lỏng lẻo, không bị rơi rớt ra ngoài. Mà cái hay của bác là hàng trăm tác phẩm mà không có trùng hợp. Rồi, không trùng hợp, dạ. Không. Đó, mà nhất là bây giờ cái ở trong trường đó, nó đặc biệt cái là cái bố cục phải cho thật vững. Dạ. Mình bố cục như thế nào đó, thì bên ngành nhiếp ảnh cũng vậy thôi, bên đây nhiếp ảnh với hội họa nó cũng giống vậy đó. Mình bố cục mà lơ tơ mơ là nó tùm lum tùm le coi không được, nó phải gom lại, phải như thế nào đó. Mà để cho thấy tranh nó không bị lỏng lẻo, không bị lạc lõng, không bị đó, như bức tranh này rồi mới thấy. Chính bây giờ tôi thấy những bức tranh này bây giờ, chính tôi hiện tại bây giờ kêu tôi làm lại chắc tôi cũng làm chắc chưa có được nữa. Yeah. Bởi vì lúc này là lúc tôi hứng. Yeah. Những cái màu sắc này đó, màu này, những cái gam màu này nó ăn vô trong cái nền trời này kia. Cái vẽ lụa này không phải là chuyện dễ. Để tôi nói sơ chút xíu thôi. Ví dụ như bây giờ tôi cái mặt lụa tôi căng thẳng ra rồi, bây giờ tôi bắt đầu tôi vẽ đây. Thì khi tôi vẽ tôi tô nước lên rồi á, là có bạn bè hay là ba má tôi tới gì đó thì thôi, để tôi đang mê này thì thôi đừng cho tôi nói chuyện, để cho tôi làm. Tôi làm đến chừng nào mà cái mặt lụa nó khô rồi đó thì lúc bây giờ mới là tiếp chuyện hay là gì cũng được. Là vì trong lúc đó nước vừa lên thì cái mặt lụa nó ướt á, thì có thể bằng dùng cái màu mà để làm cho mây á, chấm lên một cái tự động nó biến hóa ra, nó loan ra. Mà mình không ngờ rằng nó loan ra như thế đó, mà nó làm cho mình, nó tạo cho mình một cái đám mây rất là đẹp. Đó, cái tiếp theo mình chấm vô thêm chút xíu gì nữa cái nó sẽ biến ra nữa. Đó, tới chừng nào mà gần khô rồi đó thì mới bắt đầu vẽ. Tôi đó là tôi muốn nói nghĩa là tới gần khô đó thì bắt đầu tỉa những cái đường nét này, những đường nét khô này nó không còn loang nữa. Đó những cái mà thí dụ như những cái nhánh, những cái cành cây rồi này kia đó, đó sau khi rồi nghỉ nghĩa là bức tranh chưa xong rồi, để cho rồi uống hút thuốc hay tiếp xúc bạn bè gì đó cũng được, nhưng mà sau khi xong rồi đó bây giờ bắt đầu làm nữa nha, thì rồi nhồi nước một lần nữa thì bắt đầu nhào vô làm lần thứ hai đến lần thứ ba là xong. Yeah. Là xong được bức tranh. Yeah. Cho nên cái bức tranh nó, tranh lụa nó khó lắm. Yeah. Cái vấn đề mà sáng tác đó, thì tôi khoái lắm, tôi bừng lắm, tôi thích lắm, tôi muốn được sáng tác mãi mãi. Cái trường phái mà thích nhất của tôi là nông thôn. Chính ở dưới Cần Thơ, tờ báo Cần Thơ, biết ông viết cho tôi một cái bài là họa sĩ Lê Chuông là họa sĩ của đồng quê. Thiệt, tôi thích nhất là đồng quê. Tôi thích nhất những là cái phong cảnh mà đập lúa, của mùa khô đập lúa, mùa nước thì đi cấy. Những cái đó nó làm cho tôi, nó ghi cho tôi nhớ lại những cái xa xưa đó. Và nó có vui, có buồn, lẫn lộn, hay lắm. Rồi diễn tả lại trên cái bút của mình mà hiện lên trên cái tờ giấy mà được, nghĩa là tất cả những bạn bè đều chấp nhận mình có cái năng khiếu vẽ về đồng quê.
rồi những cái bờ đê đó, rồi có những con trâu, rồi chú một đồng ngồi trên lưng trâu thổi sáo, trên nền trời lại có hai con diều là phất phơ, hay lắm, đẹp lắm, cảnh đó đẹp lắm. Hiện bây giờ tôi cũng chưa bỏ được cái đó, hiện giờ với cảnh tôi thì cũng thường thường có hai con diều hoặc là có những cái lũy tre, nhất là ghe thuyền, mấy chiếc thuyền mà của những người ở trong thôn quê rồi, họ không có làm mà kỹ càng, họ làm những cái phên họ đậy lên, họ bẻ cong cong làm cái bu, như gọi là bu ghe, những cái đó rồi họ chấm chỏi lên, rồi họ ngồi trong đó nấu cơm ăn để đậu lại chờ con nước lớn để mình đi vô, hoặc là chờ con nước rộng đi ra gì đó, thành ra đậu đó kế bên rặng nhiều nước rồi này kia ra. Cũng thích lắm, thích nhất là vẽ về ghe thuyền nữa. Ngoài cái vấn đề mà nông thôn ra, vẽ ghe thuyền thích lắm, phong cảnh là thích nhất. Nhưng mà vẽ bên phái nữ, vẽ gái được cũng đẹp lắm chứ không phải cũng phải là ấy, có ông Sóc Phan chứ, ông là hội trưởng hội văn học nghệ thuật ở Cần Thơ, kỳ đó cũng có triển lãm, mấy lần triển lãm. À, mấy lần triển lãm cũng xin kể lại, tôi vui nhất là lần nào tôi cũng chiếm giải. Giải của tôi thì không có cao lắm, hạng nhì thôi, hạng nhì, hạng ba, hay là ăn hồi quý gì đó, ăn gì kích gì đó, khuyến khích gì đó, thì tôi cũng được mấy cái giải dữ tận lắm. Mà ông Sáu Phan, ông ấy nói, à, cái thằng Chuông này hay ha, vì ông lớn tuổi hơn mình. Mày ta thấy ra tranh phong cảnh không mà sao giờ mà dáng gái coi cũng đẹp quá vậy mày. Sao giờ họa sĩ thì cái gì làm cũng được hết anh Sáu ơi. Nói vậy ông cũng lớn tuổi rồi, lớn. Em nói dáng gái đẹp quá ha. Trong cái hội văn học nghệ thuật đó, có mấy cô trong đó cũng thích lắm. Trời ơi, chú Chuông ơi, chú Chuông mấy tranh mà cái chú Chuông có bán cho con để rẻ đi, con về con treo. Bởi vì em đó là tôi triển lãm mấy cái kỳ triển lãm đó, thì có nhiều khi tôi tặng cho mấy cổ đó, thấy cũng vui. Suốt cả thời gian ở trong hội văn học nghệ thuật ở Cần Thơ cũng thấy vui. Tôi sợ nhất là vấn đề màu sắc. Cái màu sắc của mình đây, cái màu sắc của người Á đó khác hơn màu sắc của Tây Phương. Cái màu sắc của Tây Phương á, ví dụ như bên Mỹ này lè lẹt lắm, màu sắc nó lẫn lộn tùm lum tê lê, mặc dù nó đẹp đó, nhưng mà nó đẹp về màu sắc thôi. Còn cái màu sắc của cái người Á Đông của mình, cái người châu Á của mình á, nó êm đềm lắm. Nó cái màu của nó gần như là nó hơi ngả, hơi vàng vàng vậy đó, đẹp lắm. Chứ nó không sặc sỡ cũng như là mấy bức tranh của người Mỹ bên đây. Thành ra qua tới bên đây rồi á, thì tôi cũng đụng chạm vấn đề tranh ảnh là dữ tận lắm. Tôi có đi coi những cuộc triển lãm của những người họa sĩ Mỹ, vẽ đẹp lắm chứ không phải đẹp, vững lắm, cách bố cục rất là vững chắc, nhưng mà chơi màu quá sặc sỡ. Còn đối với mình thì cũng, nhưng tôi cũng coi những cái bức tranh mà thí dụ như họ diễn tả cái đợt sóng đồ đừng đánh lên ở ngoài biển rồi này kia, quá đẹp, công nhận đẹp thật. Nhưng mà đối với người châu Á mình thì cái màu đó nó làm như gần như tôi không thích. Tôi không biết là tất cả các bạn đều có thích hay không, tôi không biết. Chứ riêng về tôi làm như tôi cũng không thích lắm, bởi vì cái màu sắc nó sặc sỡ quá, tôi chịu. Những cái màu nó gần như nó bình dị thì không đúng, nhưng mà nó như thế nào đó mà nó tương phản như thế nào đó để mà nó dịu mà dễ coi, như tật mắt của mình. Thì nói chung là tôi qua bên Mỹ này, tôi bị ảnh hưởng về vấn đề màu sắc của Mỹ, nhưng mà tôi không cho nó bị lai căng. Tôi ráng cố gắng giữ được cái màu sắc của người châu Á, chứ còn tôi không theo.
Rồi những cái hình ảnh về sông nước miền Nam hay là những cái hình ảnh về con trâu này nọ thì thưa bác tưởng tượng để vẽ hay sao? Trong lúc ở trường học á thì rất là kỹ vấn đề đó. Thí dụ như bây giờ cái tuần lễ này á, gọi là ngày thứ bảy Koki Samedi, tức là ngày thứ bảy đó là được tung ra mạng đi vẽ ra ngoài, thì hôm nay vẽ trong. Thì mình đi vẽ đó, gọi là ekip đi vẽ cho kỹ, vẽ cái con trâu. Thì vẽ con trâu không phải vẽ con trâu không, con trâu đi, con trâu nằm, con trâu đứng, con trâu này kia. Thì những cái hình ảnh đó, nó với hai nữa, những cái đường nét đó mình đã ghi vào trong tâm mình rồi. Rồi thành ra bây giờ đây á, mình không cần phải tìm ra cái đó nữa. Và mình nhớ lại, mình hồi ức lại, mình nghĩ bây giờ con trâu nó đứng như thế nào. Rồi cái trên lưng nó có cái một đồng thổi sáo, thì cái anh chàng đó phải ngồi như thế nào, tư thế ngồi. Rồi cái mình phát ra. Chứ mình không cần phải đi tìm những cái mẫu. Thì nó hay là hay cái đó. Cũng như trong trường, nhà trường cho vẽ cái đu đủ. Bây giờ thí dụ như các bạn muốn vẽ cây đu đủ, tôi vẽ cái đu đủ. Tôi không cần phải đi tìm cái đu đủ thật. Hồi trước kia đã yêu thích hết rồi, đã đi hết rồi. Rồi bây giờ đi nó vẽ một cái chùa. Thì trong lúc đó thì mình biết ở trên mái chùa có những con rồng, con này, con kia đó. Thì bây giờ mình cũng nhớ rồi, bây giờ vẽ cái mái chùa mình vẽ được. Hoặc là vẽ một cái chỗ mà để thờ tượng Phật đường này kia. Tụi tôi cũng được đi tiếp thái trần rất là kỹ. Trong trường nó dạy kỹ lắm. Thì ra bây giờ đây mình đủ rồi. Trong người mình đủ chắc rồi. Cứ hãy đụng cái là tán ra, vẽ liền, tô màu liền. Là chỉ cần cái là mình gợi hứng lên cho người mình vui vẻ lên, để mình vẽ màu tươi lên, sáng lên cho nó đẹp là đủ rồi. Xin chào tất cả quý vị khán giả, cảm ơn quý vị và chúc sức khỏe quý vị.